Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Hôm qua, đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Thanh Bình, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2023 tại huyện Nhân Trạch. Theo báo cáo, trong năm 2023, huyện Nhân Trạch thực hiện 57 chỉ tiêu, kết quả có 15 chỉ tiêu vượt, 41 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu không đạt. Nổi bật, Nhân Trạch là địa phương đứng đầu về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Thời gian qua, trên địa bàn huyện triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia như đường cao tốc Bến Lức Long Thành, đường vành đai 3, cảng Phước An, nhà máy nhiệt điện 3, nhiệt điện 4. Do đó, có nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng, nhưng đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy định. Thưa quý vị, sáng nay, đồng loạt các địa phương trong toàn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân, mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đợt cao điểm này, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Cửu sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trong tham gia giao thông, tích cực tham gia phòng chống hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàn trữ, sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết. Công an huyện tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thượng tá Trịnh Anh Dũng, trưởng Công an Xuân Lộc khẳng định, trong đợt ra quân này, các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn sẽ đồng loạt tăng cường công tác tuần tra, công tác kiểm soát vũ trang, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm tại địa bàn trọng điểm phức tạp, nhất là vào ban đêm. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến xã hội đen, tội phạm cướp giật, lừa đảo, giết người, mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ và chất ma túy, triệt xóa các tụ điểm ma túy phức tạp. Tại huyện Trảng Bom, nhiệm vụ quan trọng được công an đặt lên hàng đầu là bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng và đảm bảo an toàn trong các dịp lễ Noel và lễ kỷ niệm các hoạt động 20 năm thành lập huyện, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, từ đó tạo môi trường an toàn, lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Theo đánh giá của công an huyện Trảng Bom, tình hình an ninh trật tự năm 2023 cơ bản được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, tình hình vi phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, ma túy tăng cao, nổi lên như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cho vay nặng lãi, v.v. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền đề nghị công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm. Thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 ở các huyện bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an huyện Định Quán cũng quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ ra quân, công an huyện đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường, nhằm biểu dương lực lượng và kêu gọi nhân dân tích cực phối hợp tham gia hưởng ứng, thực hiện đợt cao điểm. Thành phố Biên Hòa vừa phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần cuối năm 2023 với thông điệp sẽ giọt máu đào trao niềm hy vọng. Ngày hội hiến máu đã thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên các phường xã tham gia. Kết quả đã có 171 đơn vị máu được hiến tặng. Từ đầu năm đến nay, sau 20 lần tổ chức, thành phố đã thu vượt chỉ tiêu cả năm 5.800 đơn vị máu. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật 17 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.